Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 21 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, theo trang web của Đài quan sát khí tượng Trung ương, ngày 20 tháng 8, cơn bão số 5 Doksuri năm nay được hình thành ở vùng biển phía đông Philippines vào sáng ngày thứ Sáu. Đến 8 giờ sáng ngày 21 tháng 8, nó đã mạnh lên thành một cơn bão mạnh. Đến 14 giờ chiều, tâm bão ở trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines, cách Ellubi, tỉnh Đài Loan, khoảng 900 km về phía đông nam. Dự báo Doksuri di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h, cường độ tiếp tục mạnh lên, mạnh nhất có thể đạt siêu cấp bão. Tốc độ gió 52-58 m/s, đạt cấp 16, cấp 17, áp sát dần bờ biển phía nam Đài Loan sau khi đổ bộ vào bờ biển Nam Trung Bộ Phúc Kiến sẽ chuyển hướng, di chuyển lên phía Bắc kết hợp với rãnh thấp phía Tây ảnh hưởng đến phía đông nước ta, cường độ yếu dần. Dự báo gió mạnh từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Bảy tuần này dự kiến sẽ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8 ở phía đông Đài Loan, eo biển Basi, eo biển Đài Loan, phần lớn biển Đông, phần lớn biển Hoa Đông và vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư, cửa sông Dương Tử, vịnh Hàng Châu, bờ biển phía nam Giang Tô, bờ biển Thượng Hải. Bờ biển Chiết Giang, bờ biển Phúc Kiến, đảo Đài Loan và bờ biển phía đông tỉnh Quảng Đông, sức gió của vùng lân cận hoặc khu vực trung tâm Doksuri đi qua là cấp 12 đến cấp 16, gió giật có thể đạt cấp 17 trở lên. Dự kiến ngày 20 tháng 8 đến ngày thứ Sáu tới, đảo Đài Loan phía đông Chiết Giang, Phúc Kiến, phía đông Quảng Đông, phía đông và nam Giang Tây sẽ liên tiếp có mưa to đến rất to, một số khu vực phía đông và nam đảo Đài Loan. Trung và nam Phúc Kiến, ven biển phía đông Chiết Giang sẽ có mưa to, có mưa lớn cục bộ. Lượng mưa tích lũy ở các khu vực nêu trên là 40-100mm, 120-250mm ở các bộ phận phía đông và nam đảo Đài Loan, đông và trung nam Phúc Kiến, bờ biển phía đông Chiết Giang và đông bắc Quảng Đông, cục bộ từ 300-500mm và cục bộ từ 600-800mm ở phía đông đảo Đài Loan. Lượng mưa mỗi giờ tối đa ở các khu vực nói trên là 30-60mm, cục bộ có thể đạt trên 80mm. Thời kỳ mưa to nhất là từ đêm ngày thứ Năm đến ngày thứ Sáu tới. Trong số đó, lượng mưa lớn chủ yếu xảy ra ở phần phía đông của đảo Đài Loan. Vào ngày thứ Ba, ở phần phía đông và phía nam của đảo Đài Loan, bờ biển phía đông Chiết Giang và phía đông Phúc Kiến từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 và trên bờ biển phía đông của Quảng Đông, Phúc Kiến, phía đông Chiết Giang và phía đông và nam Giang Tây vào ngày kia. Dự kiến từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu, rủi ro thiên tai do bão ở mức trung bình và cao ở nam Đài Loan, Phúc Kiến, đông nam Chiết Giang, đông Quảng Đông. Đông Giang Tây, các khu vực nêu trên dễ xảy ra lũ quét và tai biến địa chất, các sông vừa và nhỏ có lũ vượt mức cảnh báo hoặc mực nước đảm bảo, vùng trũng đô thị dễ bị ngập úng. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở bão Doksuri có cường độ mạnh, thời gian ảnh hưởng dài, phạm vi ảnh hưởng rộng sau khi đổ bộ sẽ đi sâu vào đất liền, có thể đi lên phía Bắc gây ảnh hưởng mưa gió diện rộng cho miền Đông Trung Quốc, gió và mưa ở Đài Loan, Phúc Kiến, Chiết Giang, Quảng Đông, Giang Tây và các nơi khác rất lớn. Người dân địa phương được yêu cầu thực hiện các biện pháp chống bão và chuẩn bị trước các vật liệu, đồng thời tăng cường phòng chống lũ lụt trên núi, thiên tai địa chất, lũ sông vừa và nhỏ, ngập úng đô thị và thiên tai gió mạnh. Tàu thuyền ở khu vực biển của bão Doksuri nên quay trở lại Hồng Kông trước để tránh gió hoặc tránh các khu vực bị ảnh hưởng và các nhà khai thác xa bờ nên sơ tán kịp thời. Do thời gian dự báo xu hướng sau này của Doksuri có nhiều bất ổn, Đài khí tượng Thủy văn Trung ương sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến tác động của bão, kịp thời đưa ra các thông tin dự báo, cảnh báo mới nhất. Thưa quý vị, tỉnh Tứ Xuyên vừa kết thúc đợt hạn hán và nhiệt độ cao, nay lại hứng chịu mưa lớn, hạn hán và lũ lụt chuyển biến mạnh. Vài ngày trước, lũ quét đã xảy ra ở hơn 10 thành phố bao gồm Thành Đô và Quảng Nguyên, hơn 59.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh lam vào lúc 6 giờ ngày thứ Hai. Dự kiến từ 8 giờ ngày 19 tháng 8 đến 8 giờ ngày 20 tháng 8 sẽ có mưa to hoặc mưa rất to ở Nam Thiểm Tây, Đông và Tây Nam lưu vực Tứ Xuyên, Tây và Bắc Trùng Khánh, Trung và Tây Hà Nam, Nam Sơn Đông, Trung và Bắc Giang Tô. Trong đó, một phần Thiểm Tây, Tứ Xuyên và Trùng Khánh có mưa lớn từ 120 đến 210mm. Đài quan sát khí tượng tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào chiều ngày Chủ nhật. Kể từ tối cùng ngày, một số nơi ở Tứ Xuyên đã có mưa lớn, lũ lụt nhẹ xảy ra ở sông Mân Giang, sông Kinh Di và sông Phụ Giang và một số con sông vừa và nhỏ ở Thành Đô, Đức Dương, Miên Dương, Nhã An, Lạc Sơn, Mai Sơn, Quảng Nguyên và những nơi khác đã trải qua lũ lụt nhẹ.
Trung tâm Thủy văn tỉnh Tứ Xuyên cho biết, vùng núi Long Môn và cao nguyên Tây Tứ Xuyên trong khu vực xảy ra đợt mưa lớn này sẽ trải qua một sự chuyển hướng ngắn hạn từ hạn hán sang lũ lụt, dễ dẫn đến lũ lụt ở các sông suối trên núi, gây ra lũ lụt trên núi và các thảm họa địa chất. CNR báo cáo rằng kể từ ngày Chủ nhật, 11 thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên, bao gồm Quảng Nguyên, Bắc Trung, Đại Châu, Miên Dương và Thành Đô đã bị mưa lớn tấn công và 61.100 người đã được sơ tán ở đó. Trong số đó, Miên Dương, Quảng Nguyên, A3 và những nơi khác đã báo cáo rằng hơn 3.600 người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các video được đăng tải lên mạng cho thấy mưa lớn và lũ quét bất ngờ ở Đô Giang Yển, huyện Đại Nghĩa, Trùng Châu và những nơi khác ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày Chủ nhật. Một đoạn video được đăng trên Internet cho thấy mưa lớn ở quận Đai Ghi, Tứ Xuyên, lũ quét bất ngờ, đường hư hỏng, xe cộ rơi xuống hố và khu thắng cảnh núi tuyết Tây Lăng bị đóng cửa. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Tứ Xuyên, từ 5 giờ chiều ngày thứ 6 đến 7 giờ 30 phút ngày thứ 2, Quảng Nguyên, Thành Đô, Bá Trung, Nam Sung và Miên Dương, Nhã An, Nghi Tân và Tử Cống có mưa lớn, Tử Dương, Nội Giang và A3 có mưa lớn. Trong số đó, làng Yên Hải, thị trấn Lệ Giang, huyện Thường Tây, thành phố Quảng Nguyên có lượng mưa tích lũy là 187,7mm. Cục khí tượng Trung Quốc dự báo trong 10 ngày tới, khu vực phía Tây Trung Quốc sẽ tiếp tục có mưa lớn, số ngày mưa tăng lên. Trong số đó, Sơn Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và những nơi khác có nguy cơ lũ quét và thảm họa địa chất cao hơn. Vào tối ngày Chủ nhật, Bộ Quốc phòng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động phản ứng khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Vào tối Chủ nhật, Cục Bảo tồn nước thành phố Trùng Khánh đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với thiên tai lũ lụt và hạn hán ở 14 quận và huyện, bao gồm Thành Khẩu, Vu Sơn và Vô Tích, yêu cầu duy trì mục tiêu ngăn ngừa thương vong. Cư dân mạng bất lực nói, tin tốt, mưa cuối cùng cũng đến, tin xấu, trời mưa có thể quá nhiều. Thưa quý vị, cuối tuần qua, mưa lớn và lũ lụt tại Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến đường xá, cầu cống và cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. Các khu vực của Tứ Xuyên đã có lượng mưa kể từ tối thứ Sáu. 4 người được biết là mất tích, trong đó có 2 trẻ em và 1 thiếu niên. Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố trên toàn tỉnh vào thứ Bảy. Tỉnh trưởng tỉnh Tứ Xuyên, ông Hoàng Cường cho biết khoảng 25 cây cầu trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng, 19 cây cầu bị hư hại và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Một phần của tuyến đường sắt chính từ Thành Đô đến Trùng Khánh được biết là đã bị cuốn trôi. Ông Hoàng Cường cũng cho biết 500-600 người mất nhà cửa do nước lũ dâng cao. China Post cũng đã đình chỉ các hoạt động nhận và giao hàng trong khu vực vào thứ Hai khi giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng, cũng đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Chúng tôi chưa có con số cụ thể, nhưng chắc chắn là hàng chục triệu và có thể là hàng trăm triệu khi tất cả kết thúc. Kính thưa quý vị, vào ngày thứ Hai vừa qua, một cây cầu đường sắt cũ ở tỉnh Liêu Ninh đã bị lũ cuốn trôi. Một đoàn tàu chở hàng bị chật bánh khi đi qua, một số phương tiện bị đổ vào ngày hôm qua. Weibo chính thức của công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Cục Đường sắt Trung Quốc Thẩm Dương đưa tin rằng, vào lúc 8 giờ 40 phút tối ngày thứ Hai, một cây cầu đường sắt cũ trên tuyến đường sắt Đại Hồ Sơn, tỉnh Gia Đồn, ở huyện Hắc Sơn, thành phố Cẩm Châu đã bị lũ cuốn trôi. Một đoàn tàu chở than bị chật dây khi chạy trên cầu. Một số phương tiện bị đổ, báo cáo cho biết không có thương vong. Các phương tiện truyền thông đại lục đưa tin rằng chuyến tàu chở hàng 84.614 của Tập đoàn Văn phòng Thẩm Dương thuộc Cục Quản lý Đường sắt Nhà nước đã chật bánh ở khoảng cách 37,4 km trên tuyến đại chính. Nhận định sơ bộ, trụ cầu bị nghiêng do mưa lớn. Báo cáo chính thức không tiết lộ có bao nhiêu toa tàu bị rơi trong vụ tai nạn. Cư dân mạng tung tin lần này đoàn tàu chật bánh giữa chừng. Cư dân mạng địa phương cho biết may mắn thay, đó là một chuyến tàu chở hàng. Sợ chết mất, đường trơn trượt vào những ngày mưa, vì vậy tôi không dám đi trên đường cao tốc. Trước đó vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày thứ 6 tuần trước đó, đoàn tàu chở khách số D2809 từ Quý Dương Bắc đến Quảng Châu Nam gặp phải trận lở đất bất ngờ đổ sập và xâm lấn vào đường ray. Toa số 7 và số 8 chật bánh và đâm vào sân ga khiến nhiều người chết và bị thương. Theo báo cáo chính thức của Tập đoàn Cục Đường sắt Thành Đô Trung Quốc, vụ tai nạn đã khiến một người lái tàu cao tốc tử vong, một người soát vé và 7 hành khách bị thương. Trong khi lũ lụt hoành hành ở miền Bắc, nhiệt độ cao và hạn hán lại tiếp tục diễn ra ở miền Nam Trung Quốc. Cháy rừng lan rộng, Vân Nam và Tứ Xuyên nằm trong tâm nhiệt độ cao của cả nước. Nhiệt độ cao nhất tiếp tục vượt ngưỡng 40 độ C. Vào ngày thứ Năm tuần trước, nhiệt độ ở Bay Bay, Tứ Xuyên lên tới 45 độ C, lập kỷ lục lịch sử mới. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày thứ Năm, một đám cháy rừng đã bùng phát ở thị trấn Bi Di, quận Tây Sơn, thành phố Côn Minh. Vào khoảng 10 giờ 26 phút và 13 giờ 37 phút cùng ngày, đám cháy núi bùng phát ở thị trấn Bi Ký, quận Tây Sơn và thị trấn Thái Vân, quận Quan Đô.
Ngoài ra, theo các quan chức của quận Tây Sơn, Côn Minh, vào khoảng 18h28 phút và 20h30 phút ngày thứ Ba, đám cháy bùng phát ở vùng rừng núi thuộc địa phận làng Đại Hải và làng Mộc Tử thôn thị trấn Tây Dương, huyện Kim Minh. Phải mất đến 11 giờ đám cháy mới được dập tắt. Đoạn video cho thấy ngọn lửa cuồng nộ thắp sáng trong đêm và ngọn lửa rất dữ dội. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy và mức độ cháy. Báo cáo chính thức cho biết không có thương vong do cháy rừng gây ra và tình hình thực tế vẫn chưa được xác minh. Hôm thứ Hai, Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên bị hạn hán thiếu nước, toàn thành phố huyện Bành An không có nước. Người dân xếp hàng chờ lấy nước. Thưa quý vị, một ngôi nhà bị chôn vùi do sạt lở đất tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc khiến 6 người chết. Tại Hồ Nam, nước mưa cuốn trôi ô tô, tàn phá hoa màu. Theo hãng tin Tân Hoa Xã ngày thứ Sáu, vụ sạt lở đất xảy ra ở quận Vạn Châu thuộc Trùng Khánh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Tây Nam Trung Quốc tối thứ Năm. Chính quyền địa phương cho biết một ngôi nhà đã bị chôn vùi trong trận lở đất và mưa lớn khiến 6 người bên trong thiệt mạng. Đội cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường, công tác tìm kiếm và cứu nạn đã được tiến hành suốt đêm. Theo cơ quan cứu hộ động đất và phòng chống thảm họa địa chất Vạn Châu, do mưa lớn nhiều đợt gần đây và nước ngấm vào đất, các thảm họa địa chất như sạt lở đất dễ xảy ra. Chính quyền địa phương đã khởi động phản ứng khẩn cấp với thảm họa địa chất cấp độ 4 vào sáng ngày thứ Năm. Trong diễn biến khác, mưa lớn trút xuống một khu danh lam thắng cảnh ở tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc hôm thứ Năm gây ngập lụt, cuốn trôi ô tô, nhấn chìm đất nông nghiệp buộc người dân phải sơ tán. Theo hãng tin Reuters, huyện Bảo Tĩnh và nhiều thị trấn xung quanh ở khu vực Tương Tây bị ngập lụt nặng. Lượng mưa tại huyện Bảo Tĩnh đã đạt mức 279mm trong 12 giờ và vỡ kỷ lục 189,2mm từng ghi nhận tại đây ngày 4 tháng 7 năm 1980. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.